Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về showbiz, đó là Bích Phương đã lên tiếng vụ việc mà chàng trai cầu hôn cô gái bằng bó hoa và nhẫn cưới nhưng bị từ chối, các bạn đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Thì hôm nay có nội dung như thế này nè. Clip cầu hôn đang cực hot trên mạng, Bích Phương nói ngay câu này vì mình được mệnh danh là thánh ế. Được mệnh danh là thánh ế nên Bích Phương thường quan tâm đến tình yêu và cầu hôn ra sao. Video màn cầu hôn ngay trên vỉa hè của một đôi bạn trẻ đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng vào sáng ngày 9 tháng 7 vừa qua. Cô gái chỉ nhận bó hoa, còn chàng trai bị người yêu từ chối, nhận nhẫn cầu hôn đã ném ngay nhẫn xuống đường một cái bóp rồi đi về. Trước sự việc gây nhiều chú ý và không ít quan điểm xung quanh vấn đề này, nữ ca sĩ Bích Phương đã lên tiếng thể hiện suy nghĩ của riêng mình. Bích Phương thì được biết đến vốn là thánh ế rồi, nên xem ra cô rất quan tâm tới những màn cầu hôn của mấy cặp đôi yêu nhau. Nữ ca sĩ chia sẻ như thế này nè: các ông đừng tỏ tình người ta ở chỗ đông người nữa có được không? Hoặc không ít nhất biết tình cảm của người ta, hẳn hãy tỏ tình. Sao đi tỏ tình mà chỉ nghĩ đến thành công, không nghĩ đến thất bại, làm cả hai cùng quê. Mà quê thì khó quê lắm, Bích Phương nói như vậy. Giọng ca đi đu đưa đi còn nhắn nhủ tới đối tượng của mình rằng: còn với tôi á nghe, ông nào tỏ tình làm ơn kín đáo giùm chút, kể cả tôi có thích mà hễ tôi lên ngoài đường hét lên anh yêu Phương áo vàng áo xanh, chứng kiến cho anh ship nến ship hoa là tôi bê vái tôi chạy xách dép nha. Nói trước rồi đó, sợ lắm phô trương tình cảm kém tinh tế như vậy. Đấy là nếu có thì là tôi nói như thế, chứ tôi thì chưa có. Sáng ra coi phải cái clip tỏ tình muốn bùng cháy ghê, hạng đàn ông ghê luôn các bạn. Quan điểm của Bích Phương nhận được nhiều lượt đồng tình của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng việc cầu hôn thể hiện một cách quá tế nhị, kín đáo, không nên quá phô trương. Đồng thời người bạn trai cần giữ thái độ tôn trọng bạn gái của mình, chứ đâu phải mà ném nhắn cái bụp như vậy là thể hiện được cái gì. Vốn lầy lội trong đời thường nên khi bình luận vấn đề này, Bích Phương còn khuyên cư dân mạng nói như thế này nè: dắt nhau ra gốc mít cũng được, bụi chuối cũng được, bụi cỏ cũng được. Nếu cầu hôn tỏ tình tìm nơi kín đáo. Thánh ế năm nay đã 31 tuổi rồi nhưng chưa tiết lộ về chuyện tình cảm của mình. Ngoài đời, cô nàng nổi tiếng với tính cách siêu lầy từ cách bình luận trả lời cư dân mạng đến chuyện thả thính các trai đẹp. Mặc dù cư dân mạng rầm rộ mối quan hệ tình cảm giữa Bích Phương và Sắc Khoa, nhưng cả hai đều chưa có động thái nào để fan có dịp mà được ăn mừng tung hô hoa quả trà lễ cho hai người này. Rồi, cảm ơn các bạn.